biên tập nhà hát Bông Sen xin được cảm ơn. Thank you for great performance with the audience from Bông Sen Theatre, ladies and gentlemen. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến một tiết mục rất đặc biệt. Khi đến hè lại nên cách liền anh khăn xếp áo the, liền chị áo mớ ba mớ bảy, nón túng quai thao, gặp gỡ đón tiếp nhau thân tình nồng hậu, tinh tế và lịch lãm theo lề lối của người quan họ, nhằm bày tỏ tình yêu với đầy đủ những trạng thái, những cung bậc trong mối giao cảm giữa nam và nữ, giữa con người với vạn vật, thể hiện khát vọng vươn tới cuộc sống thủy chung. Khi mùa xuân đến, trời đất giao hòa, lòng người phơi phới và miền quan họ lại tưng bừng không khí chảy hội. Tiếp theo xin được mời quý vị đến với tác phẩm múa Nón Quai Thao, biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Phi Long do nghệ sĩ Thu Hiền và nhóm múa để biểu diễn ngay bây giờ. Ladies and gentlemen, as the time comes.